Quý vị và các bạn thân mến, chiếc máy quay chúng ta đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của cặp loa khủng long bạo chúa được sản xuất cho thị trường của Mỹ với cặp loa Phizik model 650. Được trang bị như là một cái vũ trường chuyên nghiệp chiếc máy quay, được thiết kế với bát siêu trầm phía dưới cùng cũng như trung kèn và check kèn trên cặp loa khủng long bạo chúa nặng tới 1,5 tạ. Và với uy lực mạnh mẽ cho những không gian nhà hàng, quán bar hay các vũ trường lớn tới một vài 300 m² là chuyện nhỏ cho cặp loa khủng long trước máy quay. Tôi đang phối ghép cùng với con đẩy JBL cũng như là kết hợp với vang mic đầy đủ cho cấu hình vừa nghe nhạc lẫn karaoke chuyên nghiệp cho những không gian phòng khách lớn. Mời anh em trong đoạn clip tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức một vài giai điệu nhạc quen thuộc để chúng ta sẽ thấy được đẳng cấp và sự thể hiện vượt trội. Có lẽ rằng trong phân khúc tầm tiền hoàn toàn nó sẽ không có đối thủ để sau đó. Mời anh em cùng nghe và chúng ta sẽ thấy rõ nhất trong đoạn clip này trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Ở đây thì khi mà chúng ta được nghe những đoạn nhạc này, có lẽ rằng quý vị sẽ liên tưởng thấy rất là nhiều những cái trống nàng lớn đang gõ những cái tiếng huỳnh huỳnh, và với phần trung âm đồng động kết hợp với những tiếng róc rách của quả kèn khủng long. Đoạn nhạc dạo của bản nhạc Hotel California, chúng ta có thể thấy được rằng nó là rất khủng khiếp với cặp Phizik 650. Mời anh em cùng ngắm nhìn chi tiết với cấu hình của tuyệt phẩm loa, sở hữu chất âm 2:1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Được trang bị với chiều cao lên tới 1,5 m, ngang 75 và sâu tới 50. Trọng lượng vào khoảng 160 kg cho cặp loa Phizik 650. Nguyên bộ họng kèn, check kèn cũng như trung kèn và quả bát siêu trầm phía dưới cùng trên cặp loa khủng long bạo chúa. Nặng thêm 1,6 tạ cho cặp loa này. Chúng ta có thể trưng dụng cho những không gian phòng khách lớn hay các nhà hàng, quán bar hay các vũ trường chuyên nghiệp, karaoke hay cà phê hay sự kiện, cực kỳ là tuyệt vời. Phần chính giữa thì tôi đang phối ghép cùng với con đẩy JBL 3300, con vang số C71V quản lý nguồn cũng như con nâng tiếng, nguyên bộ combo đầy đủ cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Chất âm có lẽ rằng những dòng JBL này thì chúng ta không bàn luận nhiều, nó đã rất là nổi tiếng rồi, U Châu cũng đã biết tới chất âm của nó rất là tuyệt vời. Quay trở lại với cặp loa Phizik 650, để nhìn check thì chúng ta nhìn phía bên phải. Ở đây tôi đang để một chiếc nó quay phía đằng sau lưng lại. Chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế nguyên một cái họng kèn rất là lớn và củ check kèn của nó tới 18. Đó, phần bên dưới của nó thì đây là một cái củ chung. Chúng ta nhìn cái chung này thì chắc là bê nguyên một cái chung, một ông bê một cái chung này thì nặng nệ khẽ luôn rồi. Và bát trầm của nó phía bên dưới. Phần chân đế của nó được thiết kế tọa độ điều chỉnh ngỏng lên ngỏng xuống, quay trái quay phải. Đó, phần tần của nó là kinh công như là một cái âm ly trên cặp Phizik 650. Ở đây thì tôi đọc lại model là Phizik FD650GT trên M trên HF. Chuyên nghiệp chưa? Nhìn thấy những cái này thì chắc chắn đã thấy chuyên nghiệp rồi. Mic check này. Đó, đây là phần bên trên, phần bát trầm của nó đánh phía bên dưới. Đây là nhìn check ngang. Nhìn ngang cho nó phê. Đó, bảng phân tần tôi đang tháo sẵn cái lắp hộp này. Đó, chúng ta nhìn bảng phân tần. Quay trở lại với phần mặt trước thì chúng ta thấy được rằng cao 1,5 m, ngang 75, sâu 50, nặng 1,6 tạ cho cặp Phizik. Với công suất trung bình của cặp loa này thì nó nằm ở ngưỡng khoảng 1,500 W. Đó, công suất trung bình nhé, công suất tối đa thì nó là gấp đôi. Trở kháng 8 ohm, trở kháng nó chưa, hai dòng trở kháng trầm của nó đánh xuống tới 4 ohm, nó xuống rất là sâu. Bởi vậy cái tiếng của nó rất là khủng khiếp. Đó, quý vị cùng nhìn ngang này. Ở đây thì
Một chiếc thì là nguyên cái lắp úp đít này của trung âm này, cũng như là phân tần tôi đang tháo sẵn này. Đó, quý vị nhìn cái bảng phân tần nó to như là quyển sách to này. Một con trở này nó phải bằng 3 bằng 4 như con trở thông thường đấy ạ, không phải bé như bình thường đâu ạ. Một cuộn dây của nó này kinh khủng không ạ. Đây là củ kèn này, dây 650. Đó, củ 18, củ kèn 18. Củ chung của nó 20. Đây là củ chung tôi tháo sẵn cái lắp úp đít này. Quý vị quan sát củ chung này, kinh không ạ? Chung xương đúc này. Đó, chung này thì không phải làm để dọa đâu, làm để lấy nời đấy ạ. Hát hò thì nó phê như con tê tê luôn, phân tần dây rắc chất cái từng cọng dây. Đó, chúng ta thấy rằng từ cái chân đế này của nó thiết kế là chân này ngỏng lên ngỏng xuống này, quay trái quay phải theo tọa độ này, di chuyển và có định vị cũng như là có khóa. Đó, đây, chân của họng kèn này, quý vị thấy rằng ít cách đây cũng ít lâu tôi cũng đã bán những cái cặp loa như JBL, nó có cái hình dáng tựa tựa như thế này. Nhưng có lẽ rằng độ gấu và độ khủng thì nhìn thấy cấu hình của phi dây này thì vãi nhái luôn rồi ạ. Với cái họng kèn rất là lớn, quý vị thấy rằng một bát siêu trầm 40 từ 20 này, gân xếp tẩm dầu nằm phía dưới cùng này. Hai ống hơi đánh về mặt trước, đảm nhiệm chuyên cho giải trầm, những cái tiếng đánh oanh oanh thì thể hiện ở đây. Đó, ngang của nó là tới 75 quý vị lưu ý nhé, tổng thể là cao tới 1,5 m. Đó, phần bên trên của nó là cái họng kèn này chúng ta thấy rằng nó cao khoảng nguyên cái trung kèn này thì nó vào khoảng 60. Trên 60 đấy ạ, chiều ngang là 75. Đó, chung của nó vào khoảng tầm chắc phải cao khoảng 65. Đó, họng của nó là cho phân âm củ 20 này. Đây là bộ phận phân âm phía mặt trước này. Đó, chúng ta thấy rằng nó làm rất là cầu kỳ ạ. Đó, phân âm 4 cánh và theo hình vòm tháp này. Đó, đi ra chính giữa này và theo hình vòm tháp xung quanh này theo 4 cánh này. Và vậy tiếng trung âm của nó là vô địch. Nguyên quả trung này thì một ông thấy rằng vác nguyên cái chung này thì chắc không vác được đâu ạ. Hai ông khiêng nguyên cái bộ kèn phía bên trên này nặng nệ khệ luôn. Chung kèn, check kèn, check kèn trên của nó vẫn là ngang 75. Đó, cao của nó khoảng tầm 40 trên 40, củ 18. Như vậy chúng ta có thể thấy được cấu hình của cặp loa khủng long bạo chúa. Chất âm có lẽ rằng cấu hình này thì chúng ta đừng bàn luận nữa rồi, không tới lượt chúng ta xếp hạng rồi. Đó, quý vị có thể mang vác về xếp đâu hay chơi ở phòng khách 50 mét cũng được, 100 hay 200 mét cũng xong, chuyện nhỏ. Hay các nhà hàng, bar cà phê, hay sự kiện, anh em thấy những cái cặp này thì nó là đỉnh của chóp rồi, đỉnh cao mọi thời đại rồi, chất âm chuyên nghiệp rồi, đẳng cấp nó là dư thừa cho vừa nghe nhạc với vừa karaoke ở những không gian phòng khách lớn cho cặp loa Fizex 650. Đó, càn trống này khủng khiếp rồi, nghe Bonero hay chữ tình phê nòi luôn ạ. Với sàn Eremic thì quý vị đừng bàn luận, nó đánh cho nhiều ông hàng xóm thì tường cứ phải nhảy ngược này, rung bần bật luôn ạ. Mở nhỏ rất hay và mở lớn thì nó là vũ trường chuyên nghiệp luôn rồi, không phải chuyện cỡ vừa rồi với những cặp loa này. Như vậy chúng ta có thể thấy được cấu hình xịn sò để vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, và tôi đang review cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Để kế tiếp thì có lẽ rằng mời quý vị thưởng thức một chút nhạc Bonero đi, với cấu hình khủng long này xem nó phê như thế nào, mà anh em cùng nghe và chúng ta sẽ thấy rõ nhất câu trả lời. Luôn dành cho anh em có phong cách màu lẻ nhất với yêu đại tốt nhất trên kênh của mình. Ngọt như mía luôn ạ. Check rank teng teng. Chầm rank sâu thẳm luôn. Nghe như thế này thì bảo sao không phê. Anh em chọn gì với những cấu hình của những cặp loa đỉnh của chóp như thế này. Tôi ở đơn vị xa, đã lâu không về khu chín từng quen tên, thu năm nơi trần tuyến, xuân chân ngoài ven biên, thư muốn gửi về em chắc không nhận được.
trên cành là ngọt ngào và chi tiết với sự thể hiện của cặp phi rách 650 kết hợp với đẩy JBN cũng như vang mic xịn sò. Chúng ta có thể thấy rõ nhất câu trả lời để nói rằng trong phân khúc tầm giá của những cặp loa khủng long bạo chúa và mục đích chơi đa thể loại nhạc, cũng có thể nói cách khác rằng chơi bất kỳ một không gian nào mình muốn, và sự thể hiện chất âm này mang lại cho chúng ta phong cách nghe nhạc cũng như karaoke đỉnh cao audio. Xin chân thành cảm ơn.